Rồi con hát bài Bà ơi bà cho các bạn nghe đi. Chị nào hát bài Bà ơi bà đi. Chị nó hát đi. Hát đi rồi ba cho ăn mặn. Chị hát bài Bà ơi bà nha. Chị nó làm gì? Tập mẹ. Ừ, rồi. Xong rồi. Rồi, chị nó hát đi.